Rồi chào anh em nha, hôm nay là chiều 12/4/2022, chiều nay mình tiếp tục lên cho anh em một siêu phẩm. Đó là máy Honda Future cho 10 đời 2003. Tình trạng là máy nguyên zin cực đẹp. Bao anh em là đầu nồi chưa rớt, sơn xi zin toàn bộ, bao nổ bao im, bao không dòng hú, bao không khói ha. Nói chung đây là cái máy cộm. Thì cái máy này mình bán cho anh em với cái giá là 13.500.000 nha. Máy full đủ đồ nha, bao gồm là cục máy, bình xăng con, co xăng, co e, nắp cá, giò đạp, trần số, full nhận điện sườn, sạc, IC, mô pin sườn, cốc đời, chớp, nhận điện sườn và gác chân máy hai tầng. Đó. Full máy này rất là đẹp nha anh em, mình bán có giá là 13.500.000 cho cái set máy này. Đây. Lốp sơn zin. Lửa cực đẹp. Máy bao nổ bao im cho anh em. Bộ qua lăng mâm lửa là như mới nha. Đó. Đèn khe. Máy đời 201 nha nè. À đời 203 nha. Đó. 203. Đó. Đầu nòng là màu nhôm nguyên bản. Theo thời gian. Không thể chơi chỗ nào được. Chưa chạm nha. Xanh con còn xanh lè luôn. Máy nguyên bản. Chưa chạm. Con này mở đầu HVN HVN1 nha anh em. HVN1. Xanh con xanh lè luôn. Cũ đời còn tem chữ rõ nét. Cái này là mình máy chưa vệ sinh nha anh em, còn đúng cái màu zin đẹp. Anh em về để vệ sinh theo ý của mình. Cốt trong tải đẹp. Rồi, một cục máy này mình bán có giá là 13.500.000. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình với số điện thoại là 0933 996 332 ha, để sở hữu cục máy Honda Future 110 cọp cực đẹp. Bao nổ bao im, nguyên zin đầu nồi chưa rớt, bao đủ thứ, giá là 13.500.000, full đủ đồ nha anh em, bán full đủ đồ không xé lẻ.